Yo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại đối với thế giới Mobile Legends của Mỡ, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai trong cái loạt trận BO3 giữa hai đội tuyển, đó là VSM Pacific Main cũng như là Evo Singapore. Thì ở cái trận đấu đầu tiên chúng ta đã biết rồi, đó là một cái chiến thắng vô cùng thuyết phục dành cho những cái chàng trai bên phía của đất nước Singapore, đó là Evos. Còn ở tuyển Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến thắng để mà gỡ hòa lại được cái tỷ số này, nuôi tiếp cái hy vọng để mà có thể lọt được vào trong cái vòng sau. Và chúng ta đang có trong trận đấu này đó là đội hình bên phía của VSC trước. Ở chúng ta có người chơi tí sử dụng cái vị tướng Xbox, sử dụng cái phép hỗ trợ di chuyển đi đường trên. Lucky sử dụng cái vị tướng quen thuộc đó là Akai. Có cho mình đó là cái phép hỗ trợ di chuyển, cái phép hỗ trợ tốc hành. Cái người chơi Hide này anh ta có cho mình đó là cái cô nàng hàng Nga. T-Max sử dụng Verlia và cuối cùng là Broly sử dụng cái Esmeralda. Có thể nói rằng hai cái cặp đôi đó là hàng Nga và Verlia đã được bên phía VC lấy lại đến từ Evos. Khi mà ở trong trận đấu đầu tiên ấy, Evos đã có một cái màn trình diễn vô cùng áp đảo đối với bộ ba hàng Nga, Verlia cũng như là Rock. Ok, chúng ta sẽ cùng xem bên phía Grok, bên phía của Evos họ có gì ở trong cái trận đấu thứ hai này. Đó là GLPL, anh ta vẫn sử dụng cho mình cái vị tướng Rock. Potato sử dụng cho mình vị tướng Carry. Ace sử dụng cho mình đó là Hylos. ODBB thì trong trận này mất đi tướng tủ hàng Nga rồi, anh ta có cho mình đó là cái con God. Và cuối cùng là Show, anh ta sử dụng cho mình cái vị tướng Tamut. Như vậy là chúng ta có thể để cái đội hình của bên phía của Evo Singapore họ vẫn không thay đổi quá nhiều, khi vẫn còn đó là xạ thủ Carry, vẫn còn đó là Grok, vẫn còn đó là Tamut, nhưng mà hai vị trí họ đã phải thay đổi tại vì team của chúng ta đã pick rồi, đó là Hylos cũng như là God. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem cái màn trình diễn của hai đội tuyển VSA và Evo Singapore ở trong cái trận đấu này nó sẽ là như thế nào. Yo, và đây chính là cái diễn biến của cái cặp đấu giữa VC Pacific Main cũng như là Evo Singapore ở trong cái trận đấu thứ hai này. Ở cái đường giữa có lẽ là một cái kịch bản khá là quen thuộc, khi ở cái trận đấu đầu tiên ý, thì Lucky anh ta sử dụng cho mình cái vị tướng cho cũng phải hứng một cái phát quay tay đến từ anh chàng GLPL này. Quệt là khá đau đối với một con tanker đây anh em ạ. Mất đi cho mình đó là gần một cục máu, đúng rồi, hơn một cục máu chút xíu đến từ vị trí Rock dành cho cái con AK này. Ở cái đường giữa như chúng ta có thể thấy đó là cái con Hylos ở bên phía team bạn, con Hylos của anh chàng Ace này đang có một cái ý đồ hình như là không phải là ăn cái con bùa tím này đâu, mà chỉ mang tính chất phá hoại thôi. Bởi vì là cái bên phía Evo Singapore họ không muốn cái người chơi Hide hàng Nga cũng như là anh chàng AK này có thể ăn cái con bùa tím một cách dễ dàng, cố gắng dụ cái con bùa tím này đi ra khỏi tầm để mà nó quay trở lại. Thì cái lúc mà cái con bùa tím quay trở lại á, là con bùa tím này nó sẽ được hồi máu. Ở cái đường dưới đang có một cái màn gọi là cà khịa giữa T-Max cùng với đó là anh chàng Show sử dụng cái vị tướng Tamut. Ở đây God đã đi xuống rồi, đang có một cái pha 2v2 móc cho mình đó là cái con cua đến từ vị trí của Esmeralda, nhưng mà rõ ràng là không móc được thành công bởi vì Tamut bảo cua này là cua của Trung, ông muốn móc ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa. Ở cái đường trên đó là ba thành viên đang dồn sát thương một tí, nhưng mà về bản chất của cái con Xbox này nó có một cái kỹ năng, đó là khi mà con Xbox này nó mất giáp á, nó sẽ có một cái khoảng thời gian gần như là bất tử và nó sẽ được lộn đi một cái quãng ngắn, do đó Xbox hoàn toàn có thể thoát được khỏi ở trong cái pha tấn công vừa xong. Quay trở lại đối với cái đường giữa ấy, thì cuối cùng là anh chàng Broly này anh ta cũng móc cua được thành công anh em ạ. Một cái pha sấy bị lính chặn đến từ vị trí của hàng Nga không thực sự quá đẹp, mà cái sát thương dồn vào con Rock này cũng không quá nhiều. Rock lúc đấy chỉ mất cho mình đó là một chút xíu máu mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua xem một cái pha làm choáng là đẹp đến từ ODBambi, nhưng mà sấy hơi mù mắt ở cái chiêu cuối này. Tôi không hiểu sao, hình như là bị mất sai hay là vuốt tay nhầm hay sao anh em ạ. Kiểu rõ ràng chúng ta vuốt xuống đường dưới mà cuối cùng lại chiêu cuối lại dồn lên đường trên. Ok, ở đây thì chúng ta có cái anh chàng Hylos này sẽ phải nằm xuống rồi. Cái nguồn sát thương là quá nhiều so với cái khả năng hồi phục đến từ cái suối sinh lực đang bị sấy cũng khá là đau đến từ vị trí của hàng Nga. Có thể nói là như nào nhỉ? Cái cặp bài trùng hàng Nga với cả Verlia nó chính là cái chìa khóa để mà Evos họ có thể thắng được chúng ta trong cái trận đấu thứ nhất quá là dễ dàng. Nhưng mà ở cái trận đấu thứ hai ấy, họ mất đi cái cặp bài trùng hàng Nga và Verlia rồi, cho nên là cảm giác như cái lợi thế nó đang quay trở lại anh em ạ. Một cái pha nấp bụi và đang có định solo đến từ vị trí của anh chàng Tamut, anh chàng tên Sâu này, nhưng mà đánh được một hai cái đã phải chạy rồi. Dĩ nhiên là vậy, bởi vì ở cái tầm giai đoạn đầu game thì Mỡ nghĩ rằng cái vị tướng Esmeralda được điều khiển bởi Broly nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, và ở đây sẽ có một cái tình huống sử dụng cái chiêu cuối của Verlia để mà băng trụ dồn sát thương là nhiều, làm cho được Tamut. Mà liệu có dứt điểm được anh chàng ở trong cái tình huống này không, sử dụng cái chiêu cuối để mà giúp cho đồng đội chạy đến từ vị trí của Hylos, và các chàng trai của chúng ta cũng sẽ phải lùi về thôi, bởi vì ở đây đã tập trung cho mình đó là cả ba thành viên đang khá là sung sức và khá là đầy máu, đó là Rob, Hylos cũng như là Carry. Rùa sẽ có mặt ở cái vị trí hang ở đường dưới trong khoảng độ 76-70 giây, khoảng hơn một phút nữa, và đây có một cái tình huống cà khịa nhẹ quay tay đến từ vị trí của Grok, nhưng mà đang bị dí vào tường, cái sát thương dồn vào đến từ vị trí của ODBambi sử dụng cái vị tướng God này là không đủ để mà có thể hạ gục được cái con Akai siêu cứng kia đang có một cái màn sử dụng chiêu cuối ngược lại đến từ vị trí của hàng Nga. Và chúng ta quên mất theo dõi cái diễn biến đường trên, đó là một cái pha solo kill giữa Xbox cũng như là Tamut, và Xbox anh ta đã có được một cái mạng thành công, đồng thời cấu đi được đó là 3/4 cây máu của cái trụ đường trên, trụ trên chúng ta sắp lấy được rồi.
quay trở lại đối với cái diễn biến đường dưới thì Carry cũng như là Hylos đang ở đây. Hylos đang bảo kê cho Carry farm, và như anh em đang nhìn trên minimap thì Akai đang có một cái tình huống nấp bụi ở cái đường giữa, và có lẽ rằng không canh được rồi khi mà God cũng như là Rock đang có ý định di chuyển xuống dưới để hội họp với hai thành viên còn lại bên phía của Evo Singapore. Đường trên chúng ta đã có trụ một rồi, Xbox lấy được cái trụ này khá dễ dàng mà Thamers sẽ không thể nào phòng thủ được. Đường dưới đang có một cái pha chắc chắn ở đây, đó là một cái pha giao tranh trước thêm cái con rùa thứ hai diễn ra giữa hai đội tuyển, đó là VC cũng như là Evos. Chúng ta đang có ở cả hai đội tuyển này đều là bốn thành viên với pha nhảy vào làm choáng và đẩy lùi được lại hai lốt, mà không đẩy lùi được lâu bởi vì Rock anh ta đã ngăn cản cái đẩy lùi đấy rồi. Akai đã lên bảng điểm số, sử dụng cái chiêu cuối để lao vào đến từ vị trí của Tí, nhưng mà cấu máu đi là không nhiều, nhưng mà những cái kỹ năng phạm vi đến từ vị trí của Valier, đến từ vị trí của Hằng Nga là quá nhiều để mà bên VM họ đã gỡ lại được thế trận, hạ gục được Rock và cuối cùng có được cho mình cái trụ đầu tiên ở cái đường dưới. Và tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ dễ dàng có cho mình đó là cái con rùa thứ hai của trận đấu, và đây chính là replay. Và anh em có thể thấy được cái sát thương phạm vi, sát thương AOE đến từ hai người chơi Team Mark cũng như là Valier là cực kỳ kinh khủng. Anh em phải tưởng tượng là những cái kỹ năng phạm vi luôn là một cái gì đó rất là đáng gờm, đặc biệt là đối với những cái kỹ năng phạm vi khi mà kêu hoạt. Ok, quay trở lại đối với diễn biến, chúng ta sẽ tạm nói cái vấn đề đấy sau. Và đây Evos Show anh ta suýt chút nữa phải nằm xuống và có cho mình đó là cái phép di chuyển, vẫn chưa thoát được ở trong cái tình huống này, và phải nhờ đến cái sự giúp đỡ của Rock cũng như là cái sự hy sinh của anh chàng này mà Thamers lúc đó mới có thể trốn thoát được, bởi vì anh ta đã sử dụng cái chiêu cuối của mình để mà phá đi cái chiêu cuối của anh chàng Hide. Đó, một cái pha gọi là anh em biết rồi đấy, những cái người chơi tanker thì đó là cái nhiệm vụ của họ để mà có thể bảo vệ được những cái nguồn đam chính đến từ phía team mình. Ở thời điểm hiện tại thì Việt Nam chúng ta đang tạo ra một cái khoảng cách gần 4.000 vàng đối với đối thủ của họ rồi. Một cái pha sấy khá là nhiều và khá là đau đến từ vị trí của Hằng Nga. Cùng với đó là sự góp mặt của Broly và anh chàng Tí này đã tiễn hai lốt lên bảng. Anh ta đã phải nằm xuống hai lần rồi. Đấy, lúc nãy là mỡ đang nói dở đúng không anh em? Như anh em có thể thấy là cái cặp bài trùng Hằng Nga với cả Valier. Đó, đây là hai con tường cột có cái khả năng dồn sát thương phạm vi cực kỳ dễ dàng và cực kỳ khó chịu, đặc biệt là cái con Valier. Rất ít những cái vị tướng nào ở bên team bạn, mà thậm chí là kể cả con Hylos cũng như là Rock luôn, không dám đứng ở trong tầm sử dụng chiêu cuối của con Valier, bởi vì rất dễ là bị làm choáng. Mà trong lúc mỡ đang thao thao bất tuyệt thì ở cái đường trên Hằng Nga đã có được mạng của Thamers, và có vẻ như team Evo Singapore họ đã bị toang, họ đã tan vỡ trong cái trận đấu thứ hai này rồi. Nó một chiều quá anh em ạ, nó giống như là cái trận đấu thứ nhất, nhưng mà chẳng qua ở đây chỉ là đổi phe mà thôi. Nếu như trận đấu thứ nhất chúng ta bị toang quá sớm thì ở trận đấu thứ hai này bên phía của Evo Singapore họ cũng đã bị toang quá sớm anh em ạ, khi mà cái chỉ số KDA, cái chỉ số mà hạ gục đang là 8 dành cho chúng ta và chỉ có 1 dành cho team bạn mà thôi. Trụ của chúng ta cũng đã lấy đi 5 trụ rồi, và bên phía của Evo Singapore họ cũng chỉ mới lấy đi được 1 trụ của chúng ta thôi. Có thể nói như nào nhỉ? Hai cái con Hằng Nga và Valier nó chính là cái chìa khóa để mà cái thế trận này nó được đảo ngược anh em ạ. Team của bên Evo Singapore họ vẫn giữ nguyên như những gì họ có trong cái trận đầu tiên, chỉ đổi đi đó là Odia Bambi và Ace, hai cái người chơi này sử dụng hai cái vị tướng Valier và Hằng Nga. Thì bây giờ hai cái con Valier và Hằng Nga đã được thuộc về bên chúng ta rồi thì cái thế trận nó quay đầu ngay anh em ạ. Có thể nói là cái cặp đôi này cặp đôi thực sự rất là bá. Chúng ta có cho mình đó là cái con rùa thứ ba của trận đấu này và đang hướng đến cái con lót tiếp theo. Con lót đầu tiên sẽ có vào khoảng độ gần 2 phút nữa. Ở cái đường trên thì liên tục đó là những cái pha gọi là gây sức ép đến từ vị trí của người chơi Tí này, rất khó chịu. Anh ta cứ đứng ở đây thôi và cứ có đợt lính ra là anh ta sẽ dùng cái kỹ năng thứ nhất, cái kỹ năng sấy của mình để mà sấy nát cái đợt lính đó. Đó, và những cái thành viên còn lại họ chia đều ra các lane, những cái thành viên bên phía của VC chúng ta họ chia đều ra các lane để mà có động thái đẩy và chờ đến khi lót ra. Đó chính là cái mà họ sẽ lấy để mà có thể kết thúc sớm cái trận đấu thứ hai này và qua đó cân bằng cái tỷ số 1-1. Đó chính là những cái gì mà lý tưởng mà mỡ cho rằng là bên VC họ đang cố gắng thực hiện. Và hy vọng rằng đó là một cái pha sử dụng cái mặt nạ đào đường tàng hình và lao vào hất tung đẩy bất kỳ một cái thành viên nào ra, hạ thành công được đó chính là Rock. Và Akai cũng đã sử dụng cái phép tốc hành để kịp dịch chuyển ra một cái pha sử dụng chiêu cuối đến từ vị trí của Hylos nhưng mà không làm choáng được ai, nhưng mà Hylos lại bị làm choáng ngược lại, nhưng mà người nằm xuống ở đây lại là Akai của chúng ta. Ui, và bay vào mà dồn sát thương hai thành viên, ba thành viên đến từ vị trí của anh chàng Broly này. Có lẽ rằng ở trong cái tình huống này anh ta có thêm được một kẻ mạng gục đúng không, là có Megakin dành cho Broly và đang có một cái tình huống sấy không đẹp lắm, nhưng mà cái lượng sát thương đến từ những cái phát sấy cuối cùng lại đủ để mà có thể hạ gục được Carry, mang về đó là Mega King tiếp theo dành cho cái anh chàng Hằng Nga này, đâu dành cho cái cô nàng Hằng Nga anh em ạ. Cái con Thamers này thì đang bị đuổi khỏi nhà rồi anh em ạ, nhà này không phải của ông nữa rồi, hết tiền thuê nhà rồi đi chỗ khác chơi đó. Và cuối cùng là anh chàng Thamers này đã phải gọi là chui vào rừng kiếm sống, có được cho mình đó là những cái mạ gục đang có những cái động thái che đến từ vị trí của anh chàng Grog này, sấy là nhẹ nhưng mà nó thấm quá anh em ạ, đến từ cái con Hằng Nga này.
có lẽ rằng chúng ta đã biết được cái kết quả trong trận đấu này rồi. Một cái chiến thắng vô cùng thuyết phục đối với cái cặp bài chủng, đó chính là hàng Nga và Verlier. Ui, nằm xuống cho mình, đó là chính là cái mạng shutdown đến từ vị trí của Odiabambia dành cho cái anh chàng Esmeralda. Esmeralda lên bảng điểm số rồi, 28 giây nữa anh ta mới xuống cơ. Nhưng mà ở trong cái tình huống này là đang khá là nhây đến từ vị trí của anh chàng Xbox. Cái đường dưới sấy là nhiều nhưng mà cái khả năng hồi lại máu đến từ vị trí của con hai lốt này là khá nhiều, cho nên cái pha sấy vừa xong không quá đau. Đây là cái khoảng lặng của trận đấu này anh em này. Đây là cái khoảng lặng mà chúng ta rất khó để có thể kết thúc được trận đấu này. Và các thành viên bên phía của VSC họ đang dường như hơi nhây một chút xíu, khi mà trong cái tình huống này là cái con Xbox có vẻ như là cái anh chàng tí này được quyền nhây anh em ạ. Chắc chắn là ui sử dụng cái chiêu quỵ mỡ lúc đấy là đang định gọi là động não để nói anh em ạ. Bởi vì anh em biết là khi mà con Xbox này nó lao vào ấy, cái chiêu cuối của nó được phép kích hoạt một lần nữa để mà có thể nổ cái vụ nổ đấy luôn. Thì sao thường là đủ để mà có thể hạ gục được Tamert đang giao tranh rất co cưa. Và con Xbox này nó chơi giống như là cái vị trí tanker anh em ạ. Nó đứng ở cái dàn trước và sau đó sử dụng cho mình cái chiêu thứ nhất để bắn sấy. Lại một lần nữa sử dụng cái chiêu đến từ vị trí tí nhưng mà lần sử dụng này có vẻ như là không đẹp. Anh ta đang gặp nguy hiểm ở trong cái tình huống này. Chỉ cần một cái phát nhả ra đến từ cái kỹ năng thứ nhất quay tay của Rock thôi là tí u. Cái phát vừa xong là có vẻ như là anh chàng Rock này, anh chàng ZLPL này, anh ta nghĩ rằng cái phát vừa xong anh ta nhả ra ấy thì sẽ có một cái khoảng delay đương nhiên khoảng độ 0.5 giây. Thì rõ ràng ở trong cái tình huống vừa xong là anh ta sợ mình sẽ phải lên bảng nằm xuống. Nhưng mà tất cả những cái hành động tuyển Việt Nam chúng ta nó chỉ là những cái hành động dừng ở mức câu giờ thôi, để cho Esmeralda Broly có thể lấy được cái con lót này. Ở cái đường dưới T-Buck đang gặp nguy hiểm. Úi dồi ôi, mang tiếng là con support mà để cho đến 4 thành viên, thậm chí là cái con Rock này sử dụng cái tốc biến qua tường và dùng cái cú húc hoang dã để mà có thể hạ gục đi con support này. Có thể nói là cái con Verlier này nó không còn là support rồi anh em ạ. Bây giờ nó trở thành một con pháp sư thứ hai rồi. Và đây có lẽ là một cái chiến thuật mới ở meta hiện tại chăng, khi mà rất nhiều những cái người chơi đã quyết định sử dụng cái con bài Verlier như là một cái vị tướng hỗ trợ, một cái vị tướng hỗ trợ có khả năng cấu rỉa rất khó chịu, làm chậm cũng như là làm choáng đó. Và không biết là trong rank của chúng ta một vài ngày hôm nữa thì cái vị tướng Verlier này có sự xuất hiện ở trong cái đấu trường rank không thì đấy mỡ không biết anh em ạ. Nhưng mà về cơ bản thì Verlier vẫn được đánh giá là một cái vị tướng pháp sư, và rõ ràng rằng nếu mà chúng ta pick hai vị tướng pháp sư thì cũng sẽ khá là thọt. Một cái pha sử dụng chiêu cuối đẩy ra để nhằm mục đích phá trụ đến từ vị trí của anh chàng Akai cũng như là Broly là người phá trụ. Đang có một cái pha giao tranh rất hỗn loạn, dồn sát thương và carry nằm xuống chỉ trong một nút nhạc. Team Việt Nam đang phá đảo thế giới ảo và bên Evo Singapore họ đã toàng trong trận đấu này rồi. Chắc chắn là sẽ có một cái chiến thắng dành cho chúng ta ở đây, cân bằng lại cái tỷ số 1-1 và bắt buộc Evo Singapore họ sẽ phải cùng chúng ta bước vào cái trận đấu thứ 3 để mà có thể phân định được ai sẽ là đội chiến thắng ở trong cái cuộc so tài giữa VC Fazimen cũng như là Evo Singapore. VC Fazimen thắng thuyết phục và áp đảo trước Evo Singapore.